Từ thời xưa, xưa xưa xưa, thế giới đã luôn tồn tại những hiện tượng tâm linh kỳ quái khiến con người phải khiếp sợ. Và rồi con người có Mob, đây là Shigeo Kageyama, một thiếu niên trung học kiêm linh lực gia đầy xuất chúng, đến đây để trừ gian diệt bạn Cụ thể hành trình của Mob và huynh đệ như nào? Mời anh em xem lại recap Mob Psycho 100 Season 1 trên kênh The Reviewer của chúng tôi. Hôm nay regen thầy của Mob, có nhận ủy thác từ một bác nông dân chuyên trồng rau sạch thì trong một đêm khi đi thăm đồng trước ngày thu hoạch, ông ta đã bắt gặp một cái gì đó đang lắc đuít trên nền nhạc của The Đông Lào và đêm sau đó rau củ quả trên ruộng héo sạch để tránh tình trạng này tái diễn ông ta mới thỉnh linh lực giả về trừ tà sau khi chốt giá Regen lập tức triệu hồi móp đến chẳng mất quá nhiều thời gian đầu nấm đã giải quyết xong phần ngọn của ác linh còn phần rễ thì khoai phết bằng khả năng kiểm soát các nhánh cây ngầm ác linh đã khiến móp một phen khá mệt khi phong tỏa được cậu rồi chôn xuống đất trong khoảnh khắc nguy nan ấy móp lại thức tỉnh một sơ cứu mới cậu giành được quyền kiểm soát nhánh cây buộc con ác linh phải hiện nguyên hình và thế là chỉ bằng một hít móp đã tiến đối thủ về miền cơ cực kết thúc phi vụ Regen nhận được một hộp đồ làm nông với đầy đủ dụng cụ với giống cây Mob cũng được chia phần với một gói hạt giống bông cải ở một diễn biến liên quan Ichi Mezato cô gái đã cùng Mob gia nhập giáo hội hi hi ha ha đã lập nên một giáo hội mới mang tên đầu nấm siêu năng với âm mưu đưa Mop trở thành vị đấng của giáo phái này mỗi tội tầm này mà cho họ biết giáo chủ là một chấn bé đù thì toang nên việc cấp bách bây giờ mà Ichi cần làm là phải cải tạo lại cái profile của Mop. nhân dịp hội trưởng hội học sinh từ chức Ichi lên kế hoạch thao túng tâm lý móp khiến cậu tin rằng nếu cậu là hội trưởng hội học sinh thì crush khỏi cưa cũng tự đổ và thế là suốt thời gian sau đó đầu nấm bắt tay ngay vào công cuộc nâng cấp bản thân toàn diện dưới sự chỉ đạo của quân sư y nhưng đúng giờ phút quan trọng đầu nấm lại liệt hoàn toàn dây thần kinh ngôn từ trước hàng ngàn cử tri khứa này đứng há hốc mồm trong 15 phút và thế là móp tạch trắng phiếu nhưng chính sự ngờ nghệch ấy đã va đôm đốp vào trái tim của cô nàng đo đỏ và rồi móp có gậy có tình yêu và người cuộc đời chẳng nấm bỗng dạng người hắn lên chỉ sau một tuần trăng mật bí mật hậu trường của mối tình này được tiết lộ việc tỏ tình với mob chỉ là một kèo cá cược giữa đo đỏ và đám bạn mà thôi tuy nhiên đo đỏ không chỉ là chap girl thông thường mà là một chap girl hướng nội ngay cả khi bị bạn bè xé bỏ tập tiểu thuyết của mình thì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua mà không bày tỏ bất cứ một cảm xúc gì mob đã chứng kiến cảnh tượng ấy cậu không ngại bị chê cười mà thu gom lại những mẩu giấy vung vãi trên đất cảm động trước việc làm của Mop. đo đỏ quyết định ở lại gom cùng việc thu nhặt sắp xong thì tất cả bị gió cuốn đi mất mob liền dùng sức mạnh ghét tất tất cả lại rồi trả cho khổ chủ hành động đó làm cho đo đỏ ấn tượng vờ lờ và cô liền bắt tay viết cuốn tiểu thuyết về cậu học sinh cấp 2 sở hữu siêu năng lực câu chuyện tình của cậu trò thì tan nát còn đường công danh của ông thầy thì nát ta văn phòng của Regen ngày càng ế buộc anh phải tự ra tay cứu vãn tình hình bằng cách ra lề đường hành nghề bói dạ tiện tìm in tư về mấy truyền thuyết đô thị đang hot trên các diễn đàn ở đây hai thầy trò đã gặp bụng bia một đồng nghiệp đang làm ăn tại khu phố này trong khi cả hai đang tranh cãi vì địa bàn thì có khách xin tư vấn gần đây có những thông tin trên mạng chia sẻ về các hiện tượng ma quái liên quan đến truyền thuyết đô thị, cảm thấy có gì đó bất an nên cô muốn mời linh lực giả về giải quyết. Sau khi chốt với khách về gói cước, Regen cùng móp bắt đầu công tác điều tra. Nhưng vì lạ nước lạ cái nên anh muốn nhờ bụng bia trợ giúp tìm thêm thông tin. Với lời hứa sẽ chia hoa hồng đầy đủ, kèo cũng ổn nên bụng bia không từ chối. Nhưng Regan vẫn lo lo cho khứa béo này, bởi anh ta luôn chỉ chăm chăm vào sách vở, từ lý thuyết đến thực tế thì còn xa lắm. Nên để cho chắc, Regen phái ma lúm bám theo hỗ trợ bụng bia. Sau khi tìm ra tên áo mưa đỏ bụng bia đã dí theo hắn vào tận sâu trong rừng nhưng đây là cái bẫy áo mưa đỏ cố tình dụ anh vào đây để thủ tiêu chỗ nào không chọn lại đúng khu vực mà quỷ kéo chân đang hoạt động ác linh dễ dàng hạ gục áo mưa đỏ rồi kéo hắn xuống tắm bùn dưới đáy hồ đúng giây phút ấy bụng bia đã tỉnh lại và tung chuỗi hạt khống chế nó nhưng như thế vẫn là chưa đủ để trói buộc ả ác linh dễ dàng hạ gục bụng bia bổ sung thêm một slot dưới đáy hồ hên sao trong lúc nguy ngập ma lúm đã kịp nhập xác anh béo thoát khỏi bàn tay tử thần tuy nhiên địch quá khỏe ma lúm tuy đã dùng phun lực nhưng cũng chẳng chẳng thua nhận thấy bản thân không thể đối đầu ma lúm liền bỏ chạy để liên lạc với regen đến hỗ trợ với sức mạnh được búp thêm không ngừng bởi nỗi sợ hãi trên mạng ả à quỷ không ngại gia tăng sức ép khiến cơ thể bụng bia bị thương không ít cũng may là trong lúc nguy ngập nhất regen và mob đã đến kịp thời giải vây việc đối đầu với ác linh này không hề đơn giản quỷ kéo chân sinh ra và lớn mạnh nhờ tài nguyên sợ hãi của con người nếu linh lực ra rén trước nó thì coi như đã tự dâng hiến mạng sống rút quân là cách khôn ngoan nhất trong lúc này nhưng bùn nhão đã vây xung quanh khiến họ không thể nào nhúc nhích lúc này à quỷ với full power mới lộ diện tung đòn hủy diệt cả đội. Đúng lúc này yếu tố gánh tim mới lên tiếng với sức mạnh của người tối cổ. Mop méo biết cái thứ truyền thuyết đô thị này là cái đếch gì khiến skill của quỷ kéo chân trở nên vô hiệu. Rồi cứ thế thư thả mà thanh tẩy nó. Sau khi hoàn tất giao nộp áo mưa đỏ cho cảnh sát, hai thầy trò chào tạm biệt bụng bia để đi giải quyết nốt vụ bà già chạy. Nhưng khi bắt gặp họ phát hiện ra chẳng có ác linh nào cả mà chỉ có một bà già mê chạy bộ mà thôi. Tuy đây không phải là truyền thuyết đô thị gì cả nhưng nó vẫn hẳn trong lòng Mop một sự ám ảnh. Một thanh niên ngày nào. Cậu cũng tập chạy lại bị một cụ cao niên tuổi già sức yếu đuổi kịp cày không gì bằng sau vụ truyền thuyết đô thị Regen nhận ra sức mạnh của mạng xã hội nên đã quyết định sử dụng nó để PR cho văn phòng nhờ đó mà khách kéo đến nơm nượp móp phải xử lý nhiều vụ hơn cậu bắt đầu có những chăn trở riêng về các vấn đề tâm linh và con người đầu nấm dường như đang thay đổi và đỉnh điểm của sự thay đổi ấy là khi hai thầy trò nhận kèo giải trừ ác linh của một đám trẻ trâu ban đầu chúng chỉ muốn lừa cả hai làm vệ sĩ để chụp ảnh tại ngôi nhà bị đồn là có ma đã thế còn bỏ hai thầy trò lại tự bắt xe đi về nhưng sau khi tấm ảnh được rửa xuất hiện hình bóng của một cậu bé chúng lại quay lại thuê Regen và Mob giải quyết ở đó có một gia đình vong linh khi thấy Mob chuẩn bị ra tay thanh tẩy họ đã lên tiếng cầu xin được trú ngụ bình yên tại nơi đây ngay cả khi bị má lúm khích sử dụng linh lực mà phản kháng vong linh bố nhất quyết không mà chỉ quy xuống cầu xin được sống trong khi đó đám trẻ cứ nhất nhất đòi thanh trừng bằng được đứng giữa hai thế giới khiến cho Mob cứ mãi phân vân Regen nhận ra được sự căng thẳng của Mob đã thấy đám trẻ trâu còn gia cố thêm sức ép khiến Regen nằm vào mặt chúng một đống muối rồi tuyên bố buổi của chư kết thúc anh thầy hiểu được rằng cu cậu học trò đang gánh một áp lực rất lớn giữa thế giới tâm linh và thế giới con người anh đã nhận quá nhiều việc mà lại hơi hợt đối với tâm tư của Mop vậy nên regen quyết định giảm tải cho đầu nấm bằng cách nhận một ủy thác khủng nhưng không chỉ có hai thầy trò được mời bên trong dinh thự của khách hàng rất nhiều linh lực giả khác cũng được mời đến một lúc sau thì vị đại gia xuất hiện ông muốn nhờ những linh lực giả thanh tẩy ác linh đăng nhập vào con gái của ông chỉ cần thành công thì có bao nhiêu ông ta cũng xỉ để cho công bằng các linh lực giả sẽ chơi oản tù tì để xác định vị trí ra tay tưởng gì khó khăn ở bộ môn trí tuệ như này regen xếp thứ hai thì không ở chủ nhật sau quá trình khảo sát đối tượng regen nhận ra con ác linh này họ lươn khi nó chăm chăm thao túng mọi người tin rằng vị đại gia kia đang bạo hành con mình nhưng nó đã tự bóp vì mâu thuẫn trong cách xưng hô giữa papa và cha cộng thêm việc biết regen là linh lực gia mặc dù vẫn chưa xưng danh tưởng gì chứ bịp ngư con ác linh phải gọi regen là bố sưng con thấy đã bị lộ con vong linh cũng chẳng chơi trò thảo mai nữa khi kẻ thù đã lộ mặt đám linh lực ra bắt đầu sâu kỹ năng kỹ năng tấu hề mà lúm có vẻ lo lắng từ khi ác linh lộ diện theo lời vong xa lánh thì ác linh sinh thời là một linh giả thiên tài mang tên mogami kaji ở bên trong hắn tồn tại hai bản thể một linh lực giả chuyên cứu người và một sát thủ tâm linh giết người không chớp mắt mục đích của hắn chỉ là kiếm thật nhiều tiền để chạy chữa cho mẹ nhưng vẫn phải bất lực trước căn bệnh kỳ lạ của bà thật ra nguyên nhân cái chết của thân mẫu xuất phát từ hắn mogami tự như một nam châm thu hút ác linh chính chúng đã ám khiến mẹ hắn đi vào cửa tử sau khi tự hủy bản thân mogami quyết định sử dụng sức mạnh cho mình hắn đi thanh trừng những kẻ gây đau thương cho người khác và lần chọn xác nhập này là để tiêu diệt những tên linh lực giả bịp người chính ma lúm thời sung sức đã từng thẩm qua sức mạnh của mogami kết quả là má lúm nhận thất bại thảm hại thậm chí tả khí còn bị hút mất với một kẻ như vậy dăm ba tên linh lực gia yếu nhớt sao kham chán xem diễn hài mogami bắt đầu ra tay gieo hành cho cho tất cả Regen tuy được Mob ra sức phòng vệ cũng bị Mogami mát xa cổ mém thăng từ phía sau đại gia ôm chầm lấy con gái sử dụng tình thân để thức tỉnh bình rượu mơ nhưng nó không có tí tác dụng nào Mogami còn ra tay tàn ác đục cho vị đại gia một đường thông gió trên người không thể dương mắt lên nhìn được nữa Mob buộc phải ra tay trước khi tình hình trở nên xấu hơn nhưng ngay cả cậu cũng vô vị về hắn hết cách Mob quyết định tung bí thuật cậu sẽ sử dụng sơ tách hồn để nhập xác cô bé đấu với Mogami sau khi đăng nhập vào bên trong móp đã đối đầu với Mogami và dễ dàng hạ gục được hắn ta tuy nhiên đó chỉ là trò ảo thuật bản chính đã luôn ra sau đánh lén móp hạ đẹp cậu trong tích tắc đã thấy hắn còn dịch chuyển tâm trí móp đến một thế giới mới nơi đầu nấm đã quên mất sức mạnh và sống trong một thế giới đầy đau khổ ở đây móp bị bạn bè xa lánh bị bạo lực học đường bị bắt nạt công khai bị gia đình thờ ơ bonus thêm cả những lời thêm mắm dặm muối để cậu bùng nổ sự tiêu cực của mình rồi dần dần bị thao túng trở thành đồng chí với mogami kế hoạch của tên ác linh đã gần thành công khi móp đã có dấu hiệu phản kháng tấn công lại những kẻ bắt nạt nhưng tất cả đã sụp đổ bởi sự xuất hiện của má lúm bên cạnh tặng cho móp một đấm bất tỉnh vòng xa lánh đã gợi lại những ký ức đẹp đẽ giữa móp và mọi người kế hoạch coi như tan nát tất cả mogami nhồi nhét đều bị xả sạch hắn quyết định dùng vũ lực giải quyết vấn đề cái đấy móp không ngán nhất là khi sức mạnh tích cực gia tăng không ngừng mọi đòn mogami tung ra đều bị đầu nấm phá giải giờ đây móp đã thay đổi hình dạng ở mức 100% mọi tiềm năng trong cậu đều được thức tỉnh để rồi bộc phát toàn bộ linh lực tích cực đánh bại tên mogami tuy nhiên khi hắn thất trận đồng nghĩa với việc những ác linh hắn hấp thụ sẽ mất vật chủ mà thoát ra ngoài tình thế mỗi lúc một căng thẳng, Móc yêu cầu Ma Lúm may thoát thân, còn cậu phải tìm được vong linh của con gái đại gia cái đã. Trước đó cậu đã nghe thấy được tiếng cầu cứu của cô, nên chắc chắn vong linh chỉ ở đâu đó quanh đây mà thôi. Lực lượng đông đảo của đám ác linh đã thực sự làm khó Móc, cho đến khi cậu mở trạng thái vô cực cảm xúc, một hít phá tan cả thế giới mà Mogami tạo dựng. Cuối cùng thì Móc cũng tỉnh lại, ác linh cũng thoát ra khỏi cô gái, nhưng chưa kịp chim cút thì đã bị tên đầu tua rua thu phục, rồi rời đi ngay lập tức. Tuy đã thành công trong việc cứu cô gái kia, nhưng Regen không nhận lấy một xu tiền công, bởi anh cho cho rằng đó là số tiền không đáng nhận nhìn Regen vậy thôi chứ liêm sỉ phết đấy nhưng ông thần này lại có cái tính xấu thích gọi Mob đi trừ ta bất chợt mà không mang đến đời sống riêng tư của học trò sau nhiều lần như vậy Mob đã chịu hết nổi mà nói thẳng với Regen nhưng thay vì vỗ về cậu học trò Regen lại tỏ ra thượng đẳng bề trên chê bôi những mối quan hệ của Mob tào lao vớ vẩn chỉ có anh ta mới là người tốt bên cạnh Mob mà thôi hậu quả là cu cậu cáu ứ thèm đến văn phòng nữa với Mob lúc này là thời gian để cậu tự lực cánh sinh tránh việc quá dựa dẫm vào anh thầy còn với Regen ngoại trừ phải từ chối đi lưu động ra thì công tác trừ tà tổng quất vẫn đủ duy trì thu nhập và cũng đỡ tốn time cho mấy việc tư vấn áp lực tuổi mới lớn trong tâm trí Reagan vẫn cho rằng mob cần mình và sẽ sớm quay lại thôi nhưng thực tế thiếu anh thì đầu nấm vẫn sống tốt còn thiếu mob thì Reagan mất đi một người bạn đúng nghĩa anh nhận ra bản thân cô đơn hơn mình nghĩ sinh nhật cũng chẳng ai ke tiện thể thì anh em viewer nào sinh nhật vào tháng 10, xin chúc anh em tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc và đừng sống như Reagan của hiện tại anh có thể là nơi để người khác trút bỏ nỗi sầu cuộc sống nhưng nỗi sầu của anh thì lại chẳng ai chịu nghe không thể để mình mãi đi sai hướng. Regen quyết định thay đổi bản thân, anh trở thành một người đa di năng, nhạc nào cũng nhảy từ dọn rác, livestream tâm linh, tổ chức hội thảo, tư vấn nhân sinh, đồng thời cũng hăm hở làm công tác trừ tà hơn. Sau khi hoàn tất ủy thác, tiêu diệt một ác linh trong game, tên tuổi của Regen phất lên như diều gặp gió trên mọi nền tảng mạng xã hội. Phim của anh to đến mức một show truyền hình trực tiếp đã mời Regen tham gia và đời nào anh chịu bỏ qua một cơ hội hiếm có như thế này. Nhưng mà quả ngọt đâu dễ há như vậy. Regen thỏa sức trừ tà tận 30 phút nhưng đối tượng bị nhập chỉ đang diễn. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Từ đó Regen trở thành hiện tượng hề từ một người trên đỉnh cao danh vọng giờ anh đã là ngôi sao của gala cười giang cư mận lập group anti bạn bè trước đây cũng ruồng rẫy còn bọn phóng viên thì cứ như kền kền đói tin không ngừng bám giết lấy anh để công khai giải quyết cái phốt này Reagan quyết định mở họp báo thâm tâm thì muốn lấy thiện cảm với cánh báo chí nhưng cái tật mỏ hỗn của Reagan lại tái phát không ngừng đốp chát lại cánh phóng viên bất chợt một câu hỏi liên quan đến ước mơ đã làm Reagan sững người mà nhớ về quá khứ của mình về cái thời anh từ bỏ công việc văn phòng để dấn thân vào cái nghề linh lực giả mà chỉ qua thông tin trên cuốn tạp chí về cái ngày chuẩn bị từ bỏ sự nghiệp mới chớm thì gặp được móp rồi trở thành thầy của khứa đầu nấm từ đó thêm lần nữa lấy lại niềm tin nhưng khi người học trò nhỏ muốn thay đổi bản thân thì chính regen lại là người cản trở thông qua màn hình trực tiếp anh đã thừa nhận rằng móp đã thực sự trưởng thành vừa dứt lời thì một hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra các dụng cụ trong phòng họp báo bay tùng lum ai cũng nghĩ đó là linh lực của regen nhưng thực tế đó là màn cứu thầy của móp từ tận sâu thẳm trái tim của khứa đầu nấm ông thầy của mình là một người tốt chỉ cần như thế thôi đã là quá đủ rồi mối quan hệ giữa hai thầy trò được hàn gắn Mob cũng đã trở lại làm việc nhưng regen nhận ra cô trò đang bận rộn điều gì đó số là đầu nấm đang chuẩn bị cho giải marathon của trường để thể hiện sự ủng hộ với học trò regen cho phép móp tạm nghỉ đồng thời mỗi sáng ra sức chạy cùng mặc dù sức còn thua cả Mop các senpai cũng ra sức ủng hộ tinh thần cho cô đệ cô đồn cũng donate cho đại ca ngầm một đôi giày điền kinh mà cậu ta mua bị sai cỡ nguyên nhân khiến Mob tham gia giải đấu lần này xuất phát từ việc ichi kể cho cậu nghe về giáo hội đầu nấm thông qua camera ở buổi họp báo của regen Cậu đã mò được hình ảnh sau lưng móp rồi dựa vào cúc áo phát hiện ra cậu là học sinh của trường muối kiểu gì sự kiện marathon sẽ được họ mò ra khoảnh khắc móc sâu sức mạnh về đích sẽ khiến cho các tín đồ nhận ra giáo chủ của mình nhưng móc chê cậu sẽ tham gia cuộc thi nhưng bằng 100% sức mạnh thể chất mục tiêu là top 10 qua đó chứng tỏ bản thân mà đi tỏ tình với crush với mục tiêu rõ ràng như vậy móc không ngừng thăm ngàn tập luyện quên ăn chỉ ngủ và rồi khi ngày thi tới mới mở đầu cuộc thi mà móc đã ngã rúi rụi tuy đã bất chấp vết thương mà bon chân cố gắng nhưng nền tảng thể lực ở mức trung bình yếu đã khiến cho Mob bị top đầu bỏ xa. Tuy cậu vẫn luôn được bố mẹ, thầy Regen là huấn luyện viên trực tiếp, thậm chí Crush ủng hộ nhưng sức người có hạn, Mob không chịu được nhiệt nên chỉ mới được nửa chặng đường cậu đã lịm đi tại chỗ. Thêm lần nữa Mob không hoàn thành mục tiêu, nhưng cậu không lấy đó làm suy. Cô em Rissu cũng đã có thành tích top 10, Mob cũng vượt qua giới hạn bản thân. Tưởng như đó là một ngày vui của gia đình Mob thì một biến lớn đã ập xuống đầu họ. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình của đâu nấm? Tất cả sẽ có trong recap phần 2 của Mob Psycho và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.